Dạ rồi, con xin phép chào cô. Dạ. Chào em gái. Chào em. Cô có thể giới thiệu cô tên là gì? Cô tên Mai Thị Lo. Cô Loan là quê quán ở đâu đây cô? Cô ở xã Tân Hưng Tây. Tỉnh nào cô? Ấp Sông Gò, tỉnh Bến Tre. Bến Tre. Hôm nay cô về đây cùng với con gái hay là con dâu nhà mình đây? Gì hả? Để con dâu. Con dâu con ha. Dâu. Hai mẹ con. Hai mẹ con về đây nhờ anh em hiệp sĩ giúp đỡ gì đấy cô? Giúp đỡ tìm giùm con gái á. Tìm con gái? Con gái cô ha? Con gái cô họ tên đầy đủ là gì? Tên là Nguyễn Ngọc Hân, sinh năm 1988. Nguyễn Ngọc Hân. Nguyễn Ngọc Hân. Sinh năm 88. Dạ. 88 là 36 tuổi rồi. Dạ. Là mình gọi bằng em hay bằng chị đây? Kính chị. Mình gọi là chị chồng hả? Mình là em dâu đúng không? Dạ. Em là năm nay nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 94. Em 94, vậy là em mới 30 tuổi. Dạ. Mẹ là bây giờ là mẹ chồng em là nghẹn lòng không nói được đúng không? Dạ. Chị dâu của em, à quên, chị chồng của em là bỏ đi ngày nào? Dạ đi trước Tết. Trước Tết hả? Dạ. Trời đất ơi, đi lâu vậy hả? Dạ. Vậy là 5 tháng trời rồi hả? Dạ. Đi là đi ở đâu? Nhắn đầu thì làm ở Tiền Giang nha, rồi sau thời gian thì có liên lạc với chị được, chỉ gọi Zalo, rồi số điện thoại, rồi thời gian sau rồi điện thoại thuê bao ở nhà, người nhà em điện lên lại điện thoại thuê bao thời gian rồi khoảng mấy tháng rồi mới điện liên lạc được khoảng 2-3 cuộc gọi gì đó, đây nay tầm khoảng 3 tháng là mất luôn. Chị em là có gia đình chưa? Dạ có rồi, có ba con rồi mà hôi chồng rồi. Hôi lâu chưa? Dạ lâu rồi. Hôi chồng lâu rồi hả? Dạ. Vậy bây giờ là các cháu là ai đi chăm đây? Bà nội chăm với bà ngoại chăm. À. Cô bình tĩnh lại chưa? Để con muốn hỏi cô một số thông tin này. Cô bình tĩnh lại nha. Dạ. Cô cho con mượn tấm hình đi cô. Con của cô tính tình như thế nào cô? Cô nói sao cô không nghe, không rõ. Con của cô, cái tính tình là có ngoan hiền không? Nó cũng được, cũng ngoan lắm mà điều nói đó, nó nói phiên nó hoài, biểu ở nhà làm đi. Với mẹ đi, khỏi đi xa. Vậy đó, nó để nó đi xa nó kiếm tiền. Vậy là đi mấy tháng nay là không có liên lạc về nhà? Dạ không, từ hôm Tết nay không có liên lạc. Trước kia là có liên lạc mới ban đầu á, hôm Tết còn liên lạc, còn nói chuyện với con rồi với cô có kêu về. Dạ. Vì nó không có về. Rồi sao nữa, nhỏ em nó điện hoài, điện không được. Từ hôm nào nay, chừng đắng mấy nay là không có liên lạc ai được nữa. Rồi cô mới cũng có đi ra nhờ công an, có nói báo cho công an. Rồi công an mới biểu bây giờ đi tìm đi chứ giờ đi không biết chỗ đâu thì đâu có tìm được, đâu kiếm được. Dạ. Rồi về mấy cô nó đồ này kia về chồng bữa rồi giờ đi lên đây tìm đi nhờ bà nó dẫn đi giúp chứ cô đâu biết đường đâu đi khổ ha. Vậy là từ Tết tới nay là đi biệt tâm biệt tích luôn. Còn trước đó là lúc về ăn Tết là con gái năm vừa rồi là làm công việc gì và ở đâu? Nó làm tùm lum hết trơn. Có làm ở Bến Tre không? Sau này thì có làm ở Tiền Giang. Sau này nè, về hôm Tết này có điện về, nó ở Tiền Giang, nó nói vậy chứ mà nó không có, nó biết nó ở đây chứ xã nào, ấp nào. Tại vì nó cũng sợ mình đi kiếm gì không biết nữa. Vậy không có điện được. Nó điện về với con nó, rồi sao nhỏ này điện nữa. Điện vậy thôi, chị về ăn Tết. Rồi nó nói nó không có về. Có gửi tiền về để nuôi con không? Không. Cô nuôi không ạ? Vậy là ngoại nuôi hết hả? Bên nội có gần đấy không cô? Bên nội cũng ở trong xã luôn. Khổ thật sự. Ba đứa nhỏ bây giờ lớn cho cô ha. Cô khổ dữ lắm, khổ quá. Ba đứa nhỏ, ba đứa cháu nhà mình lớn chưa? Đứa nhỏ nhất thì nó học mẫu giáo. Ủa nó học lớp 1. Còn đứa thứ ba thì nó học năm nay nó lên lớp 7. Là vẫn đi học bình thường đúng không ạ? Dạ. Giờ nó chạy xe nó đi mình nó. Khổ thật sự. Vậy là ba có qua thăm gì không? Không. Ba của mấy đứa nhỏ? Không. Giờ nó làm ở Đồng Nai. À, là cũng không nó có thăm cũng... non con cái luôn. Rồi còn cái thằng con trai lớn
ở với bà nội. Hồi ra tòa như vậy thì không có được nuôi đứa nào, bên cô nuôi không à, nuôi từ nhỏ tới lớn. Là anh mà. anh em ba đứa là mấy đứa mấy nơi hả cô? Dạ. Khổ dạ. Chưa kìa. Bây giờ là ba mẹ thôi nhau, anh em lại chia cách nhau nữa, đâu có được sống chung một nhà đâu. Bởi vậy cô khổ thật lắm. Sự. Con nhà mình thì cái tính tình là có ương bướng không? Nhỏ này nó cũng ngang ngược chứ nó nói đâu có nghe. Vậy đi vậy mà không có nhớ thương con ở nhà ấy hả? Hôm bữa nó có về cái nói không? Con kiếm gì mày bỏ nó ở nhà vậy mày không thương con hay sao? Nó không con ai thì giờ nó tả nấy. Sao con nói sao chứ? Nó nói con của ai thì nó trả lại nấy, bị kêu nó rồi nó hai chồng. Con nhà mình hai chồng hả? Bị gì hồi chồng trước á, chồng trước nó được hai đứa con. Con nói hết cho nghe hai đứa con rồi bắt đầu á, thằng kia nó đẻ được đứa rồi bắt đầu đi sao cái có bầu đẻ con nhỏ thứ ba mà nhỏ học hôm nay nó lớp 7 đó. Mà hồi đẻ mới 2 tháng rưỡi à. Rồi bắt đầu nó bỏ nó đi 4 năm nó chưa về nữa, thằng chồng á. Rồi nó mới nói thôi giờ rồi, nó không thương con thì nó cũng còn con của nó mà nó không thương vậy thôi giờ ra tòa như vậy. Cận vợ nó nói á, thì mới ra tòa như vậy kêu nó về lần thứ hai lần thứ ba nó mới về rồi ra tòa như vậy rồi con cô bắt hết trơn bị gì công an nó hỏi à. Hồi đó mấy đứa nhỏ sống với ai nuôi rồi nó bà ngoại nuôi không à, rồi bên nội không có được bắt rồi chui dai không. Vậy là tính lòng. Tới giờ phút này là con gái của cô được mấy người con rồi? Ba đứa. Thằng chồng sau một đứa mà giờ thằng chồng sau nó khó quá, vợ cũng không được nữa. Rồi giờ đứa nhỏ sao. Vậy là cái người chồng ở Bến Tre đó là ly dị đầu tiên. Dạ. Sau đó lại quen tiếp người khác. Rồi sao á, thằng đó nó cũng ở gần đó rồi. Là cũng Bến Tre luôn hả? Cũng ở đó luôn, sát bên cô luôn. Là cũng thôi luôn. Rồi thằng đó khó khăn với nó, dịch mặn tiền bạc nó giữ không à. Rồi hai đứa mới thôi, đẻ được đứa con rồi hai đứa nó mới thôi. Thôi rồi giờ thằng hai đứa ra tòa đi dị hết trơn tội hả? Thì cô tội mấy đứa nhỏ ấy. Thì đó cô tội mấy nhỏ, cô mặn với cô khóc hoài à. Người lớn thì sao cũng được, có thể là chia tay nhau, cha mẹ chia tay nhau, có thể là có hạnh phúc mới, nhưng mà khổ mấy đứa con khổ lắm. Muốn chết luôn. Tội nghiệp nó, giờ nó cha mẹ như thế này thế kia rồi đâu quan tâm yêu thương gì nó đâu. Cô đang lo sợ nhất con nhà mình là 5 tháng trời qua sẽ gặp điều gì đấy. Giờ qua nhờ dùng tìm con về giùm. Cô hãy nói một cái điều gì đó với con gái nhà mình đi. Hy vọng con gái nhà mình xem được video này sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình và đặc biệt chăm những đứa con của mình. Cô nói đi cô. Cô gọi tên con gái của cô. Cô nói là con ơi về nhà kêu, đi. Kêu về nhà. Dạ yeah. Thằng ơi, con đi về với mẹ nuôi con đi. Ba con bệnh cũng mệt, bệnh hoài ha. Bây giờ con đi con bỏ con học hành không được vậy Tân. Mẹ cũng nhờ mấy ông ở đây tìm con về. Con về với mẹ đi ăn. Quá khổ. Rồi em gái em hãy nói một cái điều gì đó với chị chồng của em đi. Để chị chồng em sớm quay trở về. Dạ em nhắn cho chị hai em về sớm về gia đình với con chị. Mấy nhỏ đó càng ngày càng lớn. Chị làm gì cũng lo với mẹ. Bà ngoại cũng mẹ cũng lớn tuổi rồi cũng đâu lo cho mấy nhỏ hoài được. Thì về lo làm với mẹ đi. Em thấy như vậy em có thương các cháu không? Dạ có thì nhỏ trong đây cũng lo cho nó à, em ở gần không? Em ở chung với mẹ luôn với chung với hả? Cô có hai đứa con hả? Hiện nhỏ nó lớn còn thằng trai nữa, gà chồng của nhỏ này nè. Trai là trai Út hả cô? Dạ trai Út. Thương, em có thật em có con mấy đứa con rồi? Em có một đứa à. Lớn cho em 4 tuổi hả? Cô dẫn đi theo ngoài trước à. Giờ thấy cái hoàn cảnh của chị nhà mình như vậy mà lại đành lòng nào bỏ các con các cháu lại mà tội nghiệp các cháu đúng không? Bà nó nghĩ sao nó bỏ con rồi gì vậy? Cô khổ biết nhiêu đấy. Anh nói thật sự những cái câu chuyện mà về đây anh ghi nhận được em ạ. Những cặp vợ chồng mà bỏ nhau, ba mẹ có thể có hạnh phúc mới và có thể có niềm vui mới, nhưng đặc biệt rằng những đứa con thật sự rất đáng thương, bởi vì ba mẹ mải mê lo cho cái hạnh phúc mới không à, đâu có quan tâm gì các con đâu. Khổ thật sự. Rồi cô, cái trường hợp của cô cũng như là con dâu của cô về đây thì anh em đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình là hoàn toàn miễn phí. Dạ. Thì con sẽ đăng
cái thông tin câu chuyện nhà mình lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con của cô về. Cô có đồng ý không? Dạ đồng ý. Em gái đồng ý không? Đồng ý. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy chị gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp, cũng như là khuyên chị gái sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình và đặc biệt về để chăm các con của chị. Thì rất mong rằng video này cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa để một ngày gần nhất anh em biết được cái thông tin của chị gái này ở đâu đó để sớm đưa chị gái sớm quay trở về nhà. Giờ rồi thì con chúc cô cũng như là em gái chúc đại gia đình nhà mình nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt là con gái của cô cũng như là chị chồng của em sớm quay trở về một ngày gần nhất nha. Xin phép chào hai mẹ con. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.